mời quý Phật tử cùng gặp gỡ ngôi sao ca nhạc Lâm Quang Long. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin vui rất nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn những tình cảm tươi thương cũng như là những bông hoa rất là tươi thắm từ thầy và những người bạn thân thương dành tặng cho Lân. Và xin hẹn vào một ngày gần nhất, Lân sẽ về đây để hát phục vụ cho tất cả quý thầy cũng như là quý Phật tử, đặc biệt là các ngoại đến tuổi đang ngồi dưới đây. Vì bây giờ Lân còn xin phép còn chạy về tới Đồng Nai mà không biết có kịp không, bây giờ đã tranh thủ chạy về Đồng Nai còn hát một chương trình cũng là chương trình từ thiện ngay Đồng Nai. Cho nên Long xin phép hẹn còn lần sau sẽ hát thật nhiều hơn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Long Quang Long. Chương trình liên tục, mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ thần đồng âm nhạc bé Mai Vi. Một chào tất cả quý vị.